Rồi, xin chào anh em nha, chúc anh em buổi sáng tốt lành ha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc. Tiếp tục clip sáng nay giới thiệu máy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ nha anh em. Anh em cứ gọi thẳng số 0355 356 356 để đặt hàng nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua nha. Còn những cái máy mà cao cấp hơn tí nữa thì anh em vui lòng chuyển khoản qua Momo, Viettel Pay hoặc là số tài khoản ngân hàng. Ok nha anh em. Thì cọc tiền trực vào tiền máy lúc nhận hàng. Anh em nào mà tin tưởng mà chịu hoàn thành á, đủ số tiền máy luôn thì mình báo ship toàn bộ. Ok nha. Đó thì anh em tin tưởng mua nhiều thì chịu hoàn thành thì mình báo ship cho anh em. Còn anh em cọc tiền thì anh em vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Rồi, còn đang tay nữa, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một con Rinam Dream. Con Rinam Dream Amazing. Đây anh em. Con này thì đây, mở thử cho anh em coi luôn miếng dán cái đèn tay còn nè. Miếng dán màn hình còn đó, nên kính nó rất là đẹp nha. Kính keng luôn. Đây. Kính rất đẹp nha. Để miếng dán này khỏi trời. Lưng sau thì có xước sát cho anh em tháo rồi. Lưng ring nha. Đó, nó xước sát như clip mình quay ha. Mọi chức năng full. Rinam Dream. Ra màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 2004. Chúng đang test sơ cho anh em coi. Đây nha anh em. Ok ha. Con này để anh em giá 1.1 triệu thôi. 1.1 triệu nha, kèm sạc gắn kính cho anh em nha. Rinam Dream. Giá 1.1 triệu nguyên riêng. Tiếp theo là con J710 bản hàng. Vỏ sao đẹp tầm 97, kính đẹp 99 nha anh em. Kính 99 nha, chưa xuất sắc ha. Đó, máy cực đẹp luôn. Chức năng full, bản hàng một sim nha anh em. J710. Đó, chức năng ok luôn, máy đẹp 97, 98. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 2 16, pin 3003. Con này để anh em giá 1430. 1.430.000 anh em. Kèm sạc gắn kính nha. Oppo A3s anh em. Màu xanh kim cương. Con này thay vỏ rồi. Vỏ sao cực đẹp luôn. Đó. Vỏ lưng rất là mướt nha. Kính đại giá cơ lực đẹp kèm. Màn hình rất sáng đẹp nha. Oppo A3s nha anh em. Chức năng ok ha. Con này màn hình 6.2, RAM 2 16, pin 4230. Rồi, để anh em giá 1650. 1650 nha anh em, kèm sạc gắn kính cho anh em đầy đủ nha. J7 Pro. Một con J7 Pro. Con này để anh coi thử bán hàng hay bán việc đây. Bán hàng anh em ơi. KT. Bán hàng nha. Màn hình 5.5 inch, RAM 332. Pin con này là 3600 nha anh em. Chức năng thì full nha. J7 Pro, một sim. Máy sao vỏ còn đẹp anh em, kính thì đại giá cả lực rồi, đẹp. Con này để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu ha. Kèm sạc giá cả lực cho anh em rồi. Oppo F1S. Con này RAM 464. RAM 4 bộ nhớ 64, vỏ thay keng. Như mới ha, màn hình 5.5 inch. Pin thì 3075. Đẹp như clip mình quay nha. Thay vỏ mới. Kính thì đã dán cơ lực cho anh em rồi. Anh em mua thì kèm sạc dán cơ lực cho anh em. Màn ring nha anh em. Màn ring sáng đẹp nha. Đó, wifi thì phải nói là chuẩn chỉnh. F1S RAM 464 này em. Đây là cái bản RAM 4, còn bản RAM 3 nó rỉ hơn nha. Máy thì full chức năng. Đẹp như clip mình quay nha. Đó, nói như này. RAM 464, con này để anh em giá 1690 nha. 1.690.000. Anh em sở hữu ngay con RAM 4. Đó, máy thì nói chung là quá là chuẩn chỉnh. Chỉ việc qua sim xài thôi.
liếc đồng hồ ok 1690 nha anh em, kèm sạc giãn kính nha. Samsung A600 bản hôm này là hàng hay Việt Nam thôi, à Việt Nam màn hình 56 nha anh em, RAM 332 pin 3000 bản VGA, vỏ đánh giá đẹp tầm 97-98, sườn xước còn ok. RAM 332 anh em, kính thì đánh giá tầm 98-99 luôn, quá đẹp. Mấy nguyên riêng nha anh em, con này nguyên riêng ha, chức năng rất là ok. Galaxy A6 nha anh em, loa lướt còn rất là chuẩn. Rồi để anh em giá 1750 thôi, 1750 em sạc giãn kính nha. Xiaomi Redmi Note 9 anh em, 9S ha, con này 9S, camera 4 mắt ha, 4 mắt rất là nhìn rất là đẹp, máy đẹp tầm 99 nha. Đó, lưng sau này kính không hề có xước ha, sườn thì sẹt sẹt vài cộng nhỏ nhỏ không đáng kể. Con này RAM 6 bộ nhớ 128GB anh em, rất là khủng nha. Màn hình thì 6.67, pin con này 5020 đó, cấu hình đọc rất là rõ cho anh em và chức năng rất là khủng, con này là mạnh rồi. Redmi Note 9S 128GB, RAM 6GB này nè, máy đẹp lắm nha, 99% luôn em, rất là chuẩn nha. Bộ sim là xài Xiaomi quốc tế ha, bản quốc tế, chức năng ok hết, khu vực đang chọn Việt Nam rồi. Máy cực đẹp ha, 98-99%. Con này để này giá 3.9 triệu nha nè, 3.9 triệu kèm sạc giãn kính cho anh em nha. Xiaomi Redmi Note 9S cực đẹp luôn, máy 98-99% nha nè. Tiếp theo là một con R7 Rim, máy nguyên Rim màu gold, vỏ có xuất sắc như clip đó anh em, vỏ xuất sắc như clip mình quay nha. Đây là có 1-2 vết cắn như vậy này. R7 Rim màu gold. Ngay đây ron bị trời một cái. Đó. Vỏ nói chung vỏ đánh giá đẹp tầm 93-94 thôi, không có keng ha. Kính này, đường cái là kính đẹp nha. Kính có 1-2 vết sượt nhẹ thôi, lông mèo nhẹ cực nhẹ. Không đáng kể, mấy màn riêng vỏ riêng. Con này thì nguyên riêng rồi, anh em thích thì bật nha. Wi-Fi mạnh nha. Máy đẹp tổng thể 94-95. R7 Rim. Test lo phải còn em. Rồi, rất êm, lo êm. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin con này 3003. Máy đánh giá tổng thể cũng còn ok chứ không phải là quá xấu nha. Đó, còn ok nha. R7 Rim con này để anh em giá yêu thương thôi, 1.4 triệu, 1.4 triệu nha, quá là yêu thương cho anh em rồi, kèm sạc và giá cả lực cho anh em luôn. R7 Rim mà gold một con duy nhất giá 1.4 triệu. Bữa có rất nhiều anh em săn mấy cái dòng này giá tầm cỡ đây thôi, thì bây giờ con này là quá chuẩn cho anh em rồi nha. Tiếp theo là mình có con R5 Rim màu gold, nhưng mà con này thay vỏ rồi nha, con này thay vỏ mới rồi. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin con này 2004, màu gold thay vỏ. Đó. Màn thì sáng đẹp, màn sáng đẹp nha, đại giá cơ lực cho anh em rồi, chức năng full nha. R5 Rim, test cái loa cho anh em coi, quá ok. Con này 2 triệu nha anh em, máy đẹp kia ha, 1.2 triệu, không hề có vết xước nào luôn nha, tự thay vỏ mới rồi. Đó. 1.2 triệu kèm sạc giãn kính. Tiếp theo là một con Samsung A6 cộng bản hàng, máy đẹp 99 luôn, mình đánh giá là 99, màu xanh xám, màu xanh xám ha, không hề có vết xước nào hết ha, đặc biệt chưa hề thay thế một cái gì hết, con này thay vỏ
mấy con thầy võ thì khác, còn con này đồng quá đẹp, gan riêng luôn, không hiểu sao xài cái kính nó đẹp như thế này anh em. Đó, màn hình 6 inch nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3500 nha. Máy thì cực đẹp luôn, nói thực sự con hàng như này nguyên zin, những anh em hay sưu tầm máy zin của chú lớn tuổi thì con này là quá là phù hợp. Đó, quá phù hợp cho mình sử dụng một con máy nguyên zin. Chức năng thì bảo đảm là xài ok rồi. Galaxy Zin, nó là Galaxy Zin. À 6 lút. RAM 432. Con này để cho anh em giá 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 ha, máy cực đẹp. Và nó là không thể có điểm nào mà chê được con này. Như máy bốc hộp luôn nó thực sự. Trong clip thì thực sự bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Đó, bên ngoài thì còn nó thực sự đánh giá là đẹp hơn bên trong. Can như này nha. Kính thì đặc biệt không hề có vết trước nào luôn. Dù là nhỏ nhất luôn. Quá đẹp. Kèm sạc giang kính giá 26. Rồi, tiếp theo là con Oppo A92. Đang mở nguồn chờ tí nha anh em. Giới thiệu con R4 cộng đi. Samsung R4 cộng. Mặt sau thì can, hay là các bên dàn tí xíu xíu xíu. Kính đẹp tầm 98. R4 cộng màn hình 6 inch. RAM 26, pin con này là 3300. Nói chung là máy ổn, ok. Đó, R4 LUT chức năng full. Máy đẹp đóng tổng thể 98 thôi. Con này ra đi cho anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu nha, kèm sạc giang kính cho anh em nha. Đó. Chờ lên mình test sơ chức năng cho anh em xem. Lên nha anh em. Đó. Màn hình cực sáng đẹp nha, nguyên zin nha. Con này là máy zin nha. Đó, màn sáng đẹp và cực kỳ luôn. Wi-Fi. Máy này Việt Nam nha anh em, 2 sim VN, con nào bán hàng thì mình nói bán hàng. R4 cộng báo Việt Nam giá 2.6 triệu nha anh em, kèm sạc giang kính nha. Tiếp theo là con A92 này, em mới bật lên cho anh em xem này. A92 này mặt trước guarantee vẫn còn nha, guarantee còn nha. Đây, không có trời nha anh em, không một vết xước nào luôn nha. Đây là miếng guarantee mình chưa lột thôi, mặt sau đã dán keo cho anh em rồi, keo trong máy cực đẹp. A92 RAM sơ màn hình 6.5 inch, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 5000 nha. Pin 5000. Đó, màn hình cực đẹp luôn. Máy thì cấu hình quá mạnh luôn, RAM 8GB luôn. A92 RAM 8 bộ nhớ 128. Đó. Máy đẹp 99 nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá của nó là bao nhiêu đó ta? A92 giá 4.4 triệu. 4.4 triệu nha anh em, kèm sạc giang kính nha. Máy quá đẹp. Tiếp theo cho anh em là con A800 màu đen, bản VN. Lưng sau xước như clip. Đó, đánh giá tầm 96 thôi. Nó xuất sắc là mèo anh em, về dán keo nhám lên là đẹp, bao đẹp luôn. Dán keo nhám, sườn thì ok anh em. Sườn xuất sắc không đáng kể, các vết cắn ở đây. Tại sơn chứ không phải cắn ha. Đó. A600 VN màn hình 6 inch 5.6, RAM 432, pin 3000, kính người ta rìa một đường. Đó, rìa đường kính như này. Mình sẽ quay kỹ clip cho anh em xem. Cái dưới thì có một viền ám nhẹ ra đây. À, nói có sao nói vậy ha, cho rõ ràng quan điểm. Còn máy thì full, màn hình sáng đẹp. Đó, màn hình sáng đẹp nha, chức năng full rất ok. Đây, test thử hai chiếc cho anh em xem. Và giá thì bao rẻ nha, con này bao rẻ cho anh em luôn. 22 mê nha, 2 sim. Máy bán Việt Nam. A8. Anh em bữa trước có hay xem con máy này thì đây là lựa chọn cho anh em nha. Kính rìa đường dán cực lực lên xài bao, không có đề hết ha. A8, Samsung A8 RAM 4, bộ nhớ 32. Máy thì nói chung là còn xài rất là chuẩn nha, nguyên zin. Chưa có đụng chạm hết. Riêng áp luôn. Con này nguyên zin. A800, con này để anh em giá của nó là 1.8 triệu. Đó, để anh em 1.8 triệu nha. Kèm sạc mà mình sẽ dán kính cho anh em luôn. Giá 1.8 triệu, quá bèo. Tiếp theo là con Samsung A50. Con này là vỏ sao thay. Đó, vỏ sao thay mới cho anh em rồi. Nói chung là đẹp. Màn hình 6.4 inch, RAM 464, pin 4000. Đó, máy này thay vỏ xanh, thay cái nắp sau xanh thôi, còn màn riêng nha, màn bao riêng cho anh em nha. Đó,
màng thì cái dòng này màng thay màng bèo lắm, phải thay màng ring, nếu mà có thay thì cũng là thay màng ring, còn con này là màng còn ring, thay màng ring con này cũng 1,5 triệu, tầm 1,9 triệu nha anh em, màng này màng ring này 1,9 triệu chứ không có rẻ nha, anh em thử thay đi là biết. Đó, màng sáng đẹp, màng này thay vỏ rồi, con này thì thay vỏ, màng thì bao ring cho anh em, mà nếu có màng thay thì cũng là màng ring, tại vì con này màng thay là xài rất là bèo, cảm ứng bèo nhèo lắm. Đó, A50 mình thay màng rất là nhiều rồi mình biết, nên không dám thay màng lô con máy này, đã thay là phải thay ring, còn Ribeiro thì thay linh kiện cũng có. Đó, A50 RAM 464 màng thay vỏ đẹp rồi, vỏ này thay đẹp rồi. Đó, pin 4000 nha anh em, con này để giá mềm cho anh em 2,8 triệu, máy cực đẹp 2,8 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em nha. iPhone 8 thì vẫn còn nha anh em, iPhone 8 vẫn còn ha, 64GB máy đẹp, máy đẹp 98-99%. Đó, iPhone 8 máy nhỏ đẹp, giá thì không hề thay đổi, vẫn 4,4 triệu cho anh em, máy đẹp iPhone 8. Realme 5i mới sưu tầm được con, máy màu xanh đẹp ring, con này nguyên ring màu xanh lá mạ nha anh em, RAM 464 chứ không phải RAM 3 nha, RAM 464, kính camera Ken, nắp sau Ken, màn hình 6,5 inch, pin 5000, RAM 464, kính, màn hình thì còn miếng guarantee luôn, bao không vết xước, máy đẹp 99, còn đánh giá từ 98-99%, Realme 5i, RAM 464, máy cấu hình ok nha anh em, cho nó màn hình sáng đẹp rồi thôi, wifi, wifi nhúc luôn. Chức năng thì không phải bàn lại con này. Test thử loa. Pin 5000 anh em, xài trâu bò luôn. Con này quá ok nha. Giá ra đi cho em Realme 5i Z 2450. 2450 kèm sạc dán kính và con máy 64GB anh em. Cấu hình mạnh nha. Z737 bản hàng, máy màu xanh xám đẹp nguyên zin 99%. Đó. Một sim. 99% anh em. Cực đã luôn. Màn hình 5,5 inch nha anh em, RAM 332, pin 3300, RAM 332 máy đẹp 99, nguyên riêng. Con này thì giới thiệu rất nhiều trong clip mình rồi, hay bán con máy này. Máy nguyên riêng, đặc biệt là con này là ok. LC Y3, nó là Ribeiro vậy á. Con này RAM 332, xài rất sướng nha. Anh em nào mà chưa biết xài con này, cứ xài thử là biết ngay. Máy cực đẹp luôn, nói chung là giá đánh giá là 99 rồi nè. 1850 nha anh em, 1850. Kèm sạc và dán cực lực cho anh em luôn. Máy quá đẹp. Tiếp theo là một con máy tính bảng này anh em, máy tính bảng Lenovo 7 inch. Vỏ sao này sực sược một vài đường ở đây. Đó, còn nó đẹp như thế này nha. Máy tính bảng Lenovo 7 inch, bán cho anh em về xem YouTube nha, giải trí cho con nhỏ xem YouTube cực rẻ luôn. Con này từ trước là 1,5 triệu máy, gần 2 triệu, bữa nay thanh lý nhanh luôn, giá anh em 870 ngàn, quá bèo. Để này giá 870 nha, kèm sạc cho anh em đầy đủ. Đó, wifi đủ ok, xem YouTube thoải mái nha. Về chú ý con này thì chú ý xem YouTube thôi chứ cũng chả làm gì. Bỏ sim được, nói chung là máy thì vẫn bỏ sim bình thường, xem YouTube. Đó, cho con nhỏ xem ăn cơm đồ này nọ là ok luôn. Để xíu là nó vô nha nè, nhạc nhòn như thoải mái. Ok, con này 870 ngàn, kèm sạc cho anh em trước khi gửi máy ha. Mình còn một con Samsung A71, con này thay vỏ nha nè, A71 thay vỏ đẹp như mới luôn, kem sạc bén, RAM 8, bộ nhớ RAM 28 nha anh em, màn hình 6,7 inch, pin 4,5 inch. Đó, máy thì thay vỏ đẹp kem, kính không hề có vết xước nha, màn ring sáng đẹp. Chức năng full, con này xài ok luôn. A71 cấu hình mạnh nha.
RAM 8 bộ nhớ 128. Giá trị thoải mái luôn, A71 nha. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha. Chào anh em. Hẹn gặp lại clip ngày mai.